anh Lưu dẫn em đi chơi đi anh Lưu. Suốt ngày anh nằm một đống gì đóng cứng vậy, không béo thì cũng phì đó anh Lưu ơi. Riết rồi mày tào lao y chang ta luôn à. Anh mày tập gym 6 múi mà mày giỡn hoài mày. Mày dồn lại thành một múi chứ 6 múi gì hết luôn. Còn 5 múi kia tôi để trong khe rồi ông ơi. Anh nói dối với bà, để con coi thử cho. Đâu, để em coi kìa. Chà, cái khe của anh dữ tợn cỡ nào hả? Nè, ông với ông Lân lấy tôi ra làm trò cho khán giả cười phải không hả? Chưa không làm gì hả bà ha. Khán giả mà cười là mình có lương rồi đúng không? Đúng rồi. Ê Lân, mày rủ con Lu đi chơi đâu vậy Lân? Tôi cũng chưa biết nữa. Ông có mưu hàng cái độc thì ông chỉ tôi với đi. Thôi, ông không có mưu gì đâu Lân ơi. Ủa anh coi mưu ổng chưa mà nói chưa có mưu. Mưu có ổng á, nhiều cái ghê lắm Lân ơi. Trời ghê quá ổn. Nói xấu ổng riết à, chắc ông bỏ đói quá ngu thiệt luôn. Vậy đi, đi, đừng nói nữa. Ừ, cái vụ gì vậy? Mày còn nhỏ đừng coi mày. Phải lớn như tao với ba Khang thì mới coi được. Nghe. Gì mà không cho con Lân nó coi vậy luôn? Ừ, em nó muốn coi cái gì thì cho nó coi đi con. Ừ. Cái gì vậy anh Lưu? Hả? Cũng phim 18 cộng. Nó có đủ tuổi đâu mà coi. 18 cộng là cái gì mà có em coi được? Hả? Anh cứ xạo xạo không à. Cho coi cái gì? No. Ủa bộ mày đủ 18 tuổi luôn hả Lưu? Chẳng không. Ôi sao ba nuôi mày mà ba không biết vậy con? Ừ, 18 tuổi luôn rồi hả? Ghê vậy? Ấy bữa hổm đi làm giấy khai sinh, ông cước tôi lên 10 tuổi luôn ông nhớ hả? Trời ơi, không cài mắt ba yếu quá luôn. Chắc coi phim 18 cộng nhiều quá rồi chứ gì. Chắc ba nhìn đời với hai mảnh ve chai quá. Rồi trưởng chuyện gì lớn, chuyện nhỏ như con heo vậy. Mà ba sợ đeo lên tai, con có cách nào không? Vậy thì ba mua kính áp tròng của Mẫn Mẫn Shop đi. Đỡ đeo tránh nhức lỗ tai mà còn chất lượng nữa. Ủa đã vậy giá cả sao vậy Lưu? Gần có những loại nào tư vấn cho ba nghe coi. Giá chỉ có 228.000 một cặp, tặng kèm khay gương. Có len không độ cho ai muốn đeo cho đẹp nữa. Rồi len 1-10 độ cho những bạn bị cặn. Còn có len trong suốt nữa. Dèo dè không muốn mì dậu biết không anh Nhu. Hạn sử dụng là 12 tháng kể từ ngày khui. Còn độ ẩm của len thì cực cao luôn. Còn nữa trong vòng 7 ngày nếu hàng mà bị lỗi do sản xuất thì 1 để 1 cho khách hàng luôn. Em còn nghe nói có cả len lệch độ nữa, cho người bị cận hay mắt không bằng độ nhau. Chuẩn cần mà nó sát luôn. Còn nữa, nhiều ngôi sao Hollywood, quên, showbiz, diễn viên MC nổi tiếng sử dụng kính áp tròng của Mẫn Mẫn Shop nhiều lắm. Địa chỉ dưới màn hình á. Dễ ngon anh Duy gom cho ba một mớ nha ba. Gom đi đeo cho nó chất.